Vậy thì khi các bạn theo đuổi bất kỳ một bộ môn âm nhạc nào, các bạn cũng cần có kỹ năng để hiểu và đọc được bản nhạc. Rất có thể khi các bạn nhìn vào một bản nhạc như thế này, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi nó có quá nhiều ký tự. Chúng ta sẽ có thể không hiểu nếu chúng ta không cất công đi tìm hiểu một chút về những cái ký hiệu này. Con người biết đến nói chuyện từ rất lâu trước khi phát minh ra chữ viết, và con người cũng tạo ra âm nhạc từ rất lâu trước khi viết nhạc xuống. Một số nhạc sĩ thì vẫn chơi nhạc bằng tai, tức là không có bản nhạc. Một số truyền thống âm nhạc phụ thuộc nhiều hơn vào sự ngẫu hứng, nhưng nhạc viết sẽ rất là hữu ích vì nó dễ chia sẻ, dễ lưu lại và dễ học hơn. Đối với những bản nhạc dài, nhạc viết sẽ lưu lại một cách chính xác những gì tác giả mong muốn. Chúng ta hãy nhìn, đây là khuôn nhạc gồm có 5 đường kẻ và 4 khoảng trống hay là 4 khe hở. Vậy thì nốt nhạc được viết trên khuôn nhạc như thế nào? Chúng ta có thể viết những nốt nhạc trên 5 đường kẻ, và chúng ta cũng có thể viết những nốt nhạc ở 4 khoảng trống, tức là 4 khe. Chúng ta có thể thấy ở đây là thân nốt nhạc, đây là đuôi nốt nhạc và đây là móc. Chúng trông như những cái giá đỗ, đúng không nào? Và khung nhạc còn có những gì nữa? Đó là vạch kẻ nhịp. Vạch kẻ nhịp giúp chúng ta dễ dàng nhận diện được trọng âm, phách mạnh, phách nhẹ và dễ dàng chơi đều nhịp hơn. Thì nhịp điệu là gì? Nhịp điệu, nếu như chúng ta có những âm thanh ví dụ như thế này lặp đi lặp lại một cách đều đặn thì đó là nhịp điệu, và mỗi cái tiếng tách đó được gọi là phách. Còn rất nhiều thứ ở trong một bản nhạc chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình. Khi đọc một bản nhạc, chúng ta đọc nốt từ trái sang phải. Ở đây là khoái nhạc, ở đây là số chỉ nhịp, ở đây là vạch kẻ nhịp đôi và vạch đậm. Nó để biểu hiện sự kết thúc của một đoạn nhạc hoặc là một bài bài nhạc. Đây là dấu hóa cố định, đây là nốt nhạc được viết ở khe, đây là nốt nhạc ở dòng kẻ, và đây là nốt nhạc được viết ở trên dòng kẻ phụ. Khi chúng ta có những cái nốt cao hơn muốn viết nhưng mà nằm ngoài 5 dòng kẻ, chúng ta sẽ kẻ thêm những dòng kẻ nhỏ, gọi là dòng kẻ phụ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khoái nhạc. Có rất nhiều loại khoái nhạc, một số được sử dụng cho một loại nhạc cụ riêng biệt. Chúng ta có thể thấy ở đây có tới 10 khoái nhạc. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hai khoái nhạc mà thôi. Các bạn quên chúng đi vì nó quá phức tạp. Chúng ta sẽ tìm hiểu khóa son và khóa pha là hai khóa được sử dụng nhiều nhất. Khóa son dùng để viết cho những âm có cao độ từ tầm trung lên tới cao, và khóa pha dùng để viết cho những âm có cao độ từ tầm trung xuống thấp. Chúng ta có thể nhìn ở hình ảnh này. Khóa son được viết từ âm tầm trung khoảng nốt đô giữa lên tới cao, và khóa pha viết từ khoảng nốt đô giữa xuống thấp. Tôi nghĩ là nhiêu đây đã đủ cho một bài học, và bây giờ là bài tập của các bạn. Các bạn hãy kẻ 5 dòng kẻ một cách thật là thẳng. Hãy dùng thước kẻ và tập viết khóa son và khóa pha theo đường chỉ dẫn như ở đây. Sau đó, hãy viết tất cả những nốt nhạc có thể ở trên các dòng kẻ và khe của khóa son và khóa pha. Hãy đọc tên các nốt nhạc đó, 7 nốt nhạc, và lặp đi lặp lại. Và chúc bạn thành công cho dù bất kể mục tiêu trong âm nhạc của các bạn là gì.